Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị. Ngày hôm nay mình sẽ đến một cái chủ đề khá là mới ở trên kênh của mình, nói về Nihongo Kaiwa, đó là hội thoại và giao tiếp ở trong tiếng Nhật. Từ trước đến giờ thì trên kênh của mình hầu hết là nói về cái chủ đề là đọc hiểu cũng như là phân tích câu. Tuy nhiên thì cái việc mà giao tiếp và hội thoại nó là một cái mục tiêu hướng đến của tất cả mọi người khi mà học ngoại ngữ, và hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ về cái đề tài này. Với cái slide đầu tiên này mình nói về các cái cấp độ để mà nhớ trong cái quá trình mà giao tiếp và học tiếng Nhật. Thì như các bạn thấy ở đây mình đang chia ra làm 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất đó là các bạn nhìn thấy cái từ đấy là các bạn nhớ. Ví dụ như là các bạn nhìn ở trên cái cuốn giáo trình danh sách tất cả các cái từ vựng của N1 hoặc là N2 hay là N3, thì nhìn vào cái từ đấy là các bạn có thể nhớ ngay được là kabang là cái cặp, pen là cái bút, rồi megane là cái kính chẳng hạn. Thì đấy chỉ là cái cấp độ đầu tiên thôi, đó là các bạn nhìn từ và nhớ được cái từ đấy là gì. Sang cái cấp độ số 2 đó là các bạn nghe cái từ đấy và các bạn nhớ ra nó là gì. Ví dụ thì với cái cấp độ 2 này ở trên thị trường của mình nó có các cái giáo trình như là Mimi Kara Oboi đự, rồi các cái giáo trình về từ vựng của mình người ta cũng đi kèm theo những cái phần CD để cho các bạn có thể luyện nghe cái phát âm của cái từ đấy trong tiếng Nhật. Khi mà người Nhật người ta phát âm thì là người ta sẽ phát âm như thế nào, cái accento của họ nó ra sao, thì là mình sẽ nghe được cái từ đấy và nhớ cái từ đấy luôn, thì là mình đã thuộc ở cái cấp độ số 2. Sang cái cấp độ số 3 ấy, thì là cái cấp độ khó nhất và cao nhất, và để giúp cho các bạn có thể luyện tập và kaiwa được. Thì muốn nói là có thể nhớ được. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn nói rằng là tôi muốn đi siêu thị chẳng hạn, thì các bạn sẽ có thể nhớ ngay ra được là mình nói là supae ikitai desu. Và cái việc mà mình nói ra như vậy là nó phải theo cái phản xạ rất là nhanh. Có nghĩa là mình muốn nói cái câu đấy và mình nhớ ra được cái câu đấy và mình có thể phản xạ ra được ngay. Thì đấy là thuộc cái cấp độ số 3, đó là muốn nói là có thể nhớ được. Và muốn để có thể hội thoại được trong giao tiếp trong tiếng Nhật thì các bạn sẽ phải đạt được ở cái cấp độ này. Thì để đạt được cái cấp độ số 3 này là muốn nói là có thể nhớ ra ngay được, thì chúng ta cần phải làm gì? Thì ở cái slide tiếp theo này mình có nói về cái phương pháp ghi nhớ từ muôn đời nay rồi, từ rất là xa xưa nay rồi, đã được chứng minh trong khoa học rồi, đã được nói ở rất là nhiều các cái bài viết rồi các cái cuốn sách từ xưa cho đến nay. Đó là chúng ta phải lặp đi lặp lại. Chúng ta lấy ví dụ như là trẻ con học nói đi, thì khi mà trẻ con học nói thì đầu tiên thì chúng chỉ nói được những cái câu đơn thôi, là cái phần từ vựng đơn thuần thôi, ví dụ như cái cặp, cái bàn, cái bút, rồi quyển vở, rồi quả táo, quả nho đấy. Thì lúc đầu nó chỉ biết nói những cái từ đơn đấy thôi, và bố mẹ mỗi một lần chỉ cho nó thì là bố mẹ sẽ nói đi nói lại cái từ đấy và nó sẽ nhớ ở trong đầu. Rồi dần dần mình dạy nó là mẹ ơi lấy cho con quả nho, hoặc là mẹ ơi bế con đấy, thì cứ lặp đi lặp lại, mình nói đi nói lại với nó nhiều lần những cái câu tương tự như vậy, thì lần sau nó sẽ bảo là gì, mẹ ơi lấy cho con quả táo, mẹ ơi lấy cho con cái cặp, mẹ ơi lấy cho con quyển vở, mẹ ơi lấy cho con cái bút. Rồi sau đó là đến các cái câu mà nó cao siêu hơn, nó dài hơn chẳng hạn, thì là trẻ con nó sẽ bắt chước và lặp đi lặp lại những cái gì mà người lớn nói. Thì khi mà nói về cái phương pháp lặp đi lặp lại này thì nếu như mà ai học ngoại ngữ thì cũng sẽ biết đến cái đường cong lãng quên này. Cái đường cong lãng quên đó là các bạn nhìn ở đây là cái đường ngang ở đây đó là cái số ngày, đúng không? Số ngày mà mình bị quên. Còn cái đường dọc đây nó chính là cái số phần trăm mà mình bị quên đi theo cái số ngày đấy. Thì các bạn nhìn thấy cái đường cong lãng quên này nó tụt một cách rất là thê thảm. Ở ngay cái ngày đầu tiên này là chúng ta đã hầu như quên đến quá nửa những cái gì mà chúng ta đã học, và đến cái ngày cuối cùng ở đây là hầu như là chúng ta không còn nhớ gì nữa. Nên là cái việc mà lặp đi lặp lại ngắt quãng rồi lặp đi lặp lại liên tục thì nó cũng là một cái cách để giúp cho cái đường cong lãng quên này nó không còn tụt thê thảm như thế này nữa. Tại cái thời điểm mà chúng ta sắp quên là chúng ta đã phải nhớ lại và chúng ta lặp lại, chúng ta học lại rồi thì chúng ta sẽ dần dần biến nó thành cái kiến thức của mình và sẽ không bị quên nữa. Bây giờ chúng ta lại đặt ra một cái câu hỏi là thế lặp đi lặp lại đến bao giờ? Lặp đi lặp lại bao nhiêu lần? Theo như những cái gì mà mình tìm hiểu được ở những cái cuốn sách mà mình đọc, hoặc là những cái bài viết về cái việc là lặp đi lặp lại như thế nào thì đúng, rồi lặp đi lặp lại bao nhiêu thì là ok đấy, thì là mình có tìm được một cái cuốn sách. Cái cuốn sách này của chị Yamaguchi Mayu, thì cái chị này là một luật sư và thủ khoa tốt nghiệp trường đại học Tokyo, và chị có đưa ra một cái phương pháp học của chị trong suốt nhiều năm, đó là đọc một cái cuốn sách, đọc một cuốn giáo trình đến 7 lần thì là sẽ có thể master được cái cuốn sách đó. Thì là các bạn thấy rằng là hầu hết chúng ta sẽ chỉ đọc 1 đến 2 lần một cái cuốn sách nào đấy đã là một kỳ tích rồi, đúng không? Nhưng mà đây chị đọc một cái cuốn sách đến 7 lần, và nhờ vào cái việc này thì chị đã có thể master được những cái gì mà chị học. Nhìn thấy cái con số 7 lần này trong cái cuốn sách này thì là mình đã mường tượng ra đó là chúng ta sẽ phải ít nhất lặp đi lặp lại 7 lần thì là có thể là mình sẽ có thể nhớ được và ăn sâu nó được vào trong cái tiềm thức và có thể lấy ra được bất cứ khi nào. Đấy là trong trường hợp chị học giáo trình, còn mình nghe thì mình cũng nghe như vậy thôi, mình cũng sẽ cố gắng nghe ít nhất là 7 lần. Tuy nhiên nếu như mà chúng mình thích thì chúng mình có thể nghe thêm 8, 9 lần, 10 lần. Thì đấy là một cái cách mà có thể nhớ và ăn sâu nó được vào trong tiềm thức của mình. Thì sau khi biết được cái khái niệm về cái việc là đọc 7 lần một cái cuốn sách, một cái cuốn giáo trình để mà có thể nhớ và smart nó của chị Yamaguchi Mayu, thì là mình cũng có đi tìm hiểu rất là nhiều các cái video khác nhau, và mình có bắt gặp một cái bạn tên là Atsuego. Cái bạn này thì là một người rất là giỏi tiếng Anh, đó là bạn này là người Nhật và bạn ấy rất là giỏi tiếng Anh, và bạn ấy cũng có viết ra được rất là nhiều những cái cuốn giáo trình để mà dạy tiếng Anh cho người Nhật. Thì bạn ấy cũng có tuân theo một cái nguyên tắc, đó là bạn ấy sẽ luôn luôn đọc cái cuốn sách đấy ít nhất là 7 lần. Và bạn ấy cũng đang làm một cái chiến dịch, đó là cùng bạn ấy học cái cuốn sách mà bạn ấy viết với cái tần suất đó là đọc cái cuốn sách này 7 lần trong khoảng 2 tuần. Đấy, thì cái cách học như thế nào, rồi cái cách mà làm thế nào để mà có thể đọc được 7 lần trong một cái khoảng thời gian ngắn ấy, thì chi tiết cụ thể thì là mình sẽ giới thiệu sau. Tuy nhiên mình sẽ cứ mường tượng đó là chúng ta để mà có thể đọc được 7 lần, giống như là cái quy tắc của cái chị này chị chia sẻ, đó là chúng ta không nhất thiết là phải đọc sâu và hiểu kỹ ngay từ lần đầu tiên, mà chúng ta sẽ đọc qua loa đại khái cũng được, đọc lướt cũng được, đọc để lấy cái thông tin cũng được. Nhưng mà chúng ta sẽ up dần cái level hiểu của mình lên ở các cái lần tiếp theo. Ví dụ như là ở trong cái 7 lần của cái chị này chị viết ở đây ấy, thì là trong 3 lần đầu tiên là hầu như là chị chỉ đọc và để hiểu thôi, có là đọc hiểu đến đâu thì hiểu, mà không hiểu thì thôi, không nhất thiết là phải cố tình hiểu thì nó mới nhanh được, nó mới qua nhanh cái cuốn giáo trình đấy được, mới qua nhanh được cái đống cái từ vựng đấy được. Sau đó là dần dần mình cứ lặp đi lặp lại, đọc đi đọc lại nhiều lần. Mỗi một lần mình lại đọc mình lại kỹ hơn một tí, mỗi một lần đọc mình lại kỹ hơn một tí, thì sau nhiều lần thì đến cái lần thứ 5 này là hầu như là chị đã hiểu được khoảng tầm trên 80% rồi. Và đến cái ngày lần thứ 6, lần thứ 7 là đọc cái cuốn đấy là đã hiểu được đến hầu như là hết tất cả, và hiểu được đến tận tường tận những cái thứ mà người ta viết ở trong sách. Thì tương tự như vậy, cái việc mà học từ vựng cũng như là học Kaiwa, rồi học hội thoại, rồi để nhớ cái cụm hội thoại, rồi cái câu hội thoại đấy, thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái phương pháp này, đó là lặp đi lặp lại nhiều lần và không nhất thiết là phải cố gắng hiểu và cố gắng làm được ngay từ đầu, mà mình cứ lặp đi lặp lại đến khi nào mà mình thành thục thì thôi. Thì với cái phương pháp mà mình đã tìm hiểu được như vậy, mình sẽ biết được rằng là để mà nói được tiếng Nhật, để mà giao tiếp và hội thoại được tiếng Nhật một cách tự nhiên thì chúng ta sẽ cần có 3 yếu tố. Thứ nhất là từ vựng này, thứ hai là cấu trúc ngữ pháp và cái câu hội thoại mẫu. Thì ví dụ như là các bạn sẽ nhìn 4 cái câu ở bên dưới đây là cái câu suruto jiu ga nakunarute imasu ga, thì là người ta nói là khi mà kết hôn thì là sẽ mất tự do chẳng hạn, thì mình sẽ biết được cái từ vựng là cái công rồi, jiu rồi. Thì cái việc mà biết từ vựng này thì mình nghĩ là không khó, hầu hết tất cả các bạn ở đây thì đã có một cái lượng từ vựng N3, N2 rồi. Và mình nghĩ là cái việc mà từ vựng để mà nhìn và nhớ ra được cái từ vựng này nghĩa là gì và đọc nó để hiểu nó là gì thì không khó. Cũng như là cái cấu trúc ngữ pháp như là suru tố, rồi nakunaru này, rồi bikuri suru, rồi mô, rồi gì gì đó, rồi tameshite mite moi desu ka này, rồi nayo dakedo này. Thì những cái cấu trúc ngữ pháp ở trong những cái câu này nó rất là đơn giản và dễ dàng rồi, nhưng mà chúng ta lại đang không thể nào có thể phản xạ được một cách nhanh chóng và ngay lập tức nếu như trong trường hợp mà chúng mình muốn nói. Ví dụ như trong cái câu số 2 này chẳng hạn, mình muốn nói là hôm nay tôi ngủ quên mất, thế là đến lúc dậy. Ví dụ như trong cái câu số 2 này mình muốn nói là hôm nay tôi ngủ quên mất, thế là lúc mà dậy thì giật cả mình, đã 8 giờ rồi. Thì cái câu tiếng Việt thì mình biết nó là như vậy, nhưng mà câu tiếng Nhật của mình có thể chuyển sang ngay lập tức hay không? Hay là mình lại phải ngồi nghĩ là mình phải nói thế nọ, mình phải nghĩ nói thế kia, rồi mình phải đi lên mình tra lại xem là cái việc mà nói cái câu đấy như thế nào. Thì bắt buộc chúng ta sẽ phải có một cái lượng câu hội thoại mẫu thì mình mới có thể biến cái phần mẫu đấy chuyển thành những cái câu văn của mình trong trường hợp cần thiết. Giả dụ như trong cái câu số 3 này chẳng hạn, mình nói là gì? Kau mai ni chotto tameshite mite mo ii desu ka? Có là tôi có thể thử trước khi mà mua không? Thì bây giờ mình có thể thay đổi đi chẳng hạn. Ví dụ như là tôi có thể ăn trước khi mua không? Thì là kau mai ni chotto tabete mo ii desu ka? Hoặc là trước khi đăng ký khóa học thì tôi có thể hỏi thêm một chút được không? Đúng không? Thì là toroku suru mai ni chotto kikite mo ii desu ka? Đấy, thì mình sẽ phải ngay lập tức chuyển được cái câu tiếng Việt mà mình muốn nói sang tiếng Nhật. Thì làm cách nào để mà có thể chuyển được như vậy là chúng ta phải có một cái lượng hội thoại mẫu, hay còn gọi là những cái câu mẫu. Khi mà có những cái câu mẫu đấy rồi, thành thục ở trong đầu rồi, mình có thể gọi là câu nào mình cũng có thể nhớ được rồi. Cả 1.000 câu đấy mình luyện tập đi, luyện tập lại, mình lặp đi lặp lại cái việc nhớ. Và mình có thể lấy ra dùng bất kể lúc nào khi mà mình muốn. Thì là khi mà gặp những cái trường hợp hội thoại tương tự, mình có thể thay thế các cái từ vựng vào, thay thế những cái cách nói khác vào, và áp dụng luôn cái cấu trúc ngữ pháp, cái câu hội thoại đó để cái câu hội thoại của mình nó có thể tự nhiên nhất. Là ví dụ như trong cái câu cuối cùng này, mình có một cái ví dụ là Benkyou ni shiuchu dekite inai yo da kedo. Có là hình như có vẻ như là bạn đang không tập trung vào cái việc học lắm. Thì bây giờ mình thuộc cái câu này rồi, bây giờ mình nói rằng là hình như bạn đang không tập trung vào công việc cho lắm, hoặc là dường như là bạn đang không tập trung vào việc xem tivi lắm chẳng hạn. Đấy, thì mình sẽ có thể thay là shigoto ni shiuchu dekite inai yo da kedo. Có là hình như là như vậy đấy. Thì mình sẽ thay các cái cụm từ, các cái từ vựng phù hợp trong cái văn cảnh mà mình muốn nói để mà có thể diễn đạt những cái điều mà mình muốn diễn tả. Như vậy là chúng ta sẽ rút ra được một cái điều, đó là muốn giao tiếp được tự nhiên thì chúng ta cần phải có phản xạ. Muốn có phản xạ thì chúng ta phải đạt được cái mức độ nhớ số 3, đó là muốn nói là phải nhớ ra được ngay. Mà muốn đạt được cái cấp độ 3 này, đó là muốn nói là nhớ được ngay ấy, thì là chúng ta sẽ phải đi ghi nhớ nó. Bắt buộc chúng ta phải ghi nhớ, bắt buộc chúng ta phải lặp đi lặp lại. Giống như là cái quy tắc bất dịch từ đời xưa, từ xa xưa đến bây giờ là chúng ta phải ghi nhớ và lặp đi lặp lại nó. Và học ngoại ngữ nó không có cái gì khác, đó là lặp đi lặp lại. Thì tiếp đến mình sẽ nói kỹ hơn về cái việc mà kurikaeshi, hay còn gọi là cái việc mà lặp đi lặp lại. Trong cái quá trình mà luyện nghe của mình cũng như là luyện nói của mình từ trước cho đến nay thì hầu hết là mình đều luyện thông qua cái quá trình là shadowing. Mình đã có một chuỗi các cái video về shadowing được làm trong cái hồi năm ngoái. Và nhờ vào cái việc mà luyện shadowing như vậy, mình đã có thể nghe nói tiếng Nhật được tốt hơn. Cái việc mà phản xạ của mình nó cũng được cải thiện một cách rất là rõ rệt. Thì để mà có thể lặp đi lặp lại cái việc nghe như vậy, để mà có thể nhớ và giao tiếp cũng như là hội thoại hàng ngày được tốt hơn ấy, thì chúng ta phải nghe đi nghe lại nhiều lần, phải shadowing theo những cái gì mà người ta nói, rồi phải luyện cái việc mà phản xạ nhanh. Có nghĩa là khi mà mình muốn nói cái gì là mình phải ngay lập tức là mình có thể lấy ra được ngay để dùng. Thì cái phương pháp mà lặp đi lặp lại cũng như cái phương pháp shadowing, luyện phản xạ cũng như là nghe nói của người bản xứ ấy, thì mình cũng có xem được một cái video của em Khánh Vy ở trên YouTube. Thì em ấy cũng làm một cái cách rất là tương tự thôi. Đó là em ấy sẽ nghe và đọc cái phần phụ đề. Sau đó là nghe cũng như là chép lại cái phần phụ đề đấy để mà có thể hiểu được cái phần phụ đề đó. Rồi mới bắt đầu nghe rồi đọc theo từng câu, theo như những cái gì mà người ta nói ở trên video. Rồi đến cái bước cuối cùng, đó là nói cùng một lúc với cái phần mà người ở trong video người ta nói. Thì đây là 4 cái bước mà giúp em ấy có thể nghe đi nghe lại này, luyện cái việc nghe đi nghe lại để có thể shadowing theo, và luyện cái phản xạ nhanh thông qua cái việc là ghi nhớ những cái gì mà mình đã nghe và có thể lấy ra được cái và sau này trong cái quá trình mà hàng ngày cũng như là thực tế thì chúng ta sẽ có thể lấy ra những cái kiến thức mà mình đã luyện một cách chủ động như vậy để mà có thể giao tiếp được tốt hơn. Thì với cái cách mà luyện tập như thế này. Trong năm 2023 mình sẽ mở một cái group mới. Cái group này thì có một cái tiêu đề được lấy cảm hứng từ cái group mang tên là Không Giỏi Tiếng Nhật Xóa Group. Mình cũng rất là thích cái group này và thường hay chia sẻ những cái thông tin ở trên group đó. Thì mình có thay đổi cái tên này, đó là Không Nói Giỏi Tiếng Nhật thì sẽ xóa group. Và đây là một cái group mà mình sẽ dự định thực hiện trong suốt năm 2023. Và trong tương lai, nếu như mà cái dự án này thành công trong một năm khởi đầu thì mình sẽ dự định là kéo dài nó trong suốt những cái quãng thời gian còn lại trong cái quá trình mà mình vẫn còn tiếp tục học tập và làm việc với tiếng Nhật. Và cái tinh thần của cái group này đó là tự học suốt đời, làm sao để cái việc học của mình nó trở nên dễ dàng, thú vị, và đặc biệt đó là cần phải sự kiên trì và bền bỉ. Nếu như mà các bạn tham gia một cái khóa học hội thoại nào đấy, một cái khóa học Kaiwa nào đấy, các bạn chỉ được học trong vòng 3 tháng, 5 tháng, các bạn chỉ học trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Thì nếu như mà để mà có thể thành thạo một cái ngôn ngữ nào đấy thì chúng ta không thể nào học trong một cái khoảng thời gian ngắn thế được, mà chúng ta có thể smart được, đúng không? Nên là cái phương châm của mình luôn luôn vẫn là tự học suốt đời. Chúng ta biết cái cách học, biết được cái việc tự học đấy nó có ích cho bản thân mình, biết được rằng là mình đã thấy cái kết quả, cái trải nghiệm của bản thân mình, là mình thấy rằng là dùng cái phương pháp đấy là tốt, dùng cái phương pháp đấy là mình đã có thể tiến bộ rất là nhiều. Và mình thấy rằng là khi mà mình đạt được một cái mức độ nào đấy mình cảm thấy nó dễ dàng và thú vị hơn, thì từ đó mình sẽ trở nên kiên trì và bền bỉ. Nhưng mà để mà kiên trì và bền bỉ được thì mình nghĩ là cần có cái sự đồng hành từ một cái đội nhóm, cần có một cái nhóm nào đấy để mình có thể tích cực trao đổi, để mà mình có thể được truyền cái cảm hứng, rồi truyền cái động lực để mà có thể tiếp tục đồng hành cái việc mà tự học suốt đời như vậy, đúng không? Thế nên là cái nhóm này mình mong muốn thực hiện được 3 cái yếu tố này, 3 cái kim chỉ nan, đó là tự học suốt đời, dễ dàng, thú vị và kiên trì bền bỉ. Mà để làm được cái việc này thực sự là mình thấy cũng rất là khó. Từ trước cho đến nay thì mình cũng đã từng thực hiện một số các cái dự án miễn phí, ví dụ như là đọc sách tiếng Nhật vào mỗi buổi trưa, rồi lên các cái buổi workshop, rồi chia sẻ ở trên mạng YouTube rồi Facebook, những cái video mình làm cũng bền bỉ rất là nhiều năm. Nhưng mà thực sự nếu như mà chỉ có một mình làm thôi ấy, thì nó cũng sẽ không thể nào mà giúp các bạn có thể tiến bộ cùng với mình được. Rồi các bạn cũng không biết được cái cách để mình có thể tự học được lâu dài, thì vì trong cái quá trình học mình gặp những cái khúc mắc, mình gặp những cái gọi là trở ngại chẳng hạn, thì mình cũng sẽ không thể nào cảm thấy nó dễ dàng và thú vị được, mình cũng không thể nào mà kiên trì và bền bỉ với nó được suốt được. Thế nên là trong năm nay mình sẽ muốn thực hiện cái dự án này với 3 cái tiêu chí này ở cái nhóm Không Nói Giỏi Tiếng Nhật Xóa Group của mình. Và buổi sáng ngày hôm nay mình cũng có đọc được một cái câu rất là truyền cảm hứng từ câu tiếng Anh thôi, đó là start now, start where you are, gọi là bắt đầu ngay lúc này, bắt đầu ngay tại đây, bắt đầu dù là mình cảm thấy không biết mình có làm được trong suốt một năm không, mình bắt đầu mình không biết là mình cũng hoài nghi, mình bắt đầu với một cái nỗi hoài nghi đó là không biết là mình có thực sự theo đuổi được nó đến cùng hay không. Nhưng mà mình sẽ bắt đầu với những cái gì mà mình đang có, mình bắt đầu và mình sẽ cố gắng là không dừng lại, và mình sẽ làm được. Với cái kim chỉ nam như vậy, mình sẽ dự định tạo cái group này với 2 giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên đó là chúng ta sẽ luyện phản xạ 1.000 câu giao tiếp thường gặp. Thì trong cái quá trình luyện phản xạ 1.000 câu giao tiếp thường gặp này thì các bạn sẽ cần phải luyện sao cho bất kể một cái câu nào mà mình muốn nói là mình có thể lấy ra được ngay. Thì trong cái quá trình mà luyện phản xạ 1.000 câu giao tiếp như vậy thì đồng thời chúng ta sẽ luyện phát âm, luyện cái giọng điệu của người bản xứ. Thì trong cái quá trình mà luyện phản xạ này, mình cũng có một cái chuỗi video ở trên YouTube nói về cái việc mà luyện trọng âm cũng như là luyện cái cách phát âm của người Nhật. Tuy nhiên cái chuỗi video này ở trên YouTube của mình nó rất thuần về mặt lý thuyết, và nếu như mà chúng ta cứ học lý thuyết ngay từ đầu ấy thì nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rất là nản. Nên là mình sẽ sử dụng những cái lý thuyết mà mình đã có trong cái quá trình tìm hiểu và thực tế luyện tập của bản thân để giúp cho các bạn có thể phát âm và chỉnh cái giọng điệu của mình làm sao để sao cho có thể bắt chước một cách giống như là một con robot. Đó là với cái giai đoạn đầu này mình chỉ cần luyện phát âm và bắt chước giống như một con robot thôi. Sau khi mà mình đã luyện phát âm và mình luyện cái giọng điệu đấy giống như một con robot rồi, mình thuộc lào lào rồi, mình lặp đi lặp lại nhiều lần rồi, thì mới đến cái bước gọi là mình sẽ học là tại sao người ta lại nói như vậy. Thì đến cái giai đoạn đấy thì là mình nghĩ là sẽ để sau. Các bạn hiểu được rằng là đầu tiên là mình cứ bắt chước đã. Thì sau hết cái giai đoạn 1 này là luyện phản xạ 1.000 câu giao tiếp tiếng Nhật thường gặp, thì mình sẽ đến cái giai đoạn số 2, đó là luyện nói theo cái video của người bán xứ. Từ trước đến giờ mình đều làm cái video này ở trên YouTube, và hiện tại nó đã có khoảng tầm thư viện là khoảng tầm hơn 30 video rồi. Nhưng mà thực sự với các bạn là chúng ta đang chưa tận dụng được hết cái nguồn tài liệu này. Mình muốn rằng là để mà có thể luyện được cái video của người bản xứ thì chúng ta sẽ cần phải có những cái nền tảng cơ bản ở cái mức basic nhất, đó là luyện từng cái câu đơn ở giai đoạn 1. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn 2 để giúp cho chúng ta có thể kiomi hơn với cái việc mà luyện tập nói, đúng không? Có là mình nói về một cái chủ đề nào đấy, mình nghe một cái điều gì đấy mà mình thích, mình nói một cái gì đó về một cái điều mà mình muốn, mình cũng đang rất là hứng thú để mà tìm hiểu chẳng hạn, thì nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều và nó sẽ giúp cho các bạn cái quá trình gọi là học tập lâu dài. Và trong tương lai mình sẽ còn tiếp tục nghe, tiếp tục tìm hiểu và tiếp tục làm những cái chuỗi video như thế này nữa. Và mình mong rằng là trong nhiều năm tới các bạn vẫn có thể sử dụng được cái nguồn tài liệu này để mà có thể luyện tập và luyện phản xạ cái giao tiếp hội thoại bằng tiếng Nhật thông qua những cái video của người bản xứ nói. Tuy nhiên thì để thực hiện được hai cái giai đoạn đấy, mình muốn cái quy định của cái nhóm mình như sau. Thứ nhất, đó là lần này mình bắt buộc mình sẽ phải thu cái phí thường niên. Thì từ trước cho đến nay ấy, khi mà mỗi lần làm một cái dự án nào đấy nó dài hơi, có nghĩa là nó phải là một cái quá trình, chứ không thể nào mà làm trong một cái khóa học 1 tuần, 2 tuần hoặc là 1 tháng, 2 tháng, thì mình đều làm miễn phí hết. Ví dụ như là kênh YouTube này, ví dụ như là các cái bài viết chia sẻ trên blog này, mình tất cả mình đều làm miễn phí. Rồi trong cái năm ngoái là năm 2022, vào đầu năm 2022 thì mình đã duy trì được khoảng tầm 4 tháng liên tục vào tất cả các cái buổi trưa ở trong tuần, đọc sách cùng với các bạn được 2 cuốn, đó là cái cuốn là Ikigata và cái cuốn là Atomic Habit, là cái thói quen nguyên tử đấy. Thì hầu hết mọi thứ mình đều làm miễn phí. Chính vì vậy dẫn tới cái việc là các bạn cũng không theo được thường xuyên. Thế nên là trước khi vào cái nhóm này, mình muốn là ai quyết tâm vào học thì sẽ vào nhóm. Mình phải tự đưa ra một cái mục tiêu rõ ràng của mình. Thì khi có được cái mục tiêu rõ ràng rồi, có cái sự quyết tâm rồi, thì các bạn có thể đóng ra một chút cái số tiền nho nhỏ như vậy để mà có thể quyết tâm học hơn. Mục đích của cái việc này cũng là hạn chế số lượng người. Mình cũng không muốn có quá nhiều người tham gia vào cái group này. Nếu như mà đông mà nó không hiệu quả, không ai làm theo, không ai tương tác theo thì nó cũng không có cái tác dụng gì hết. Nên là mình muốn thu cái phí thường niên rất là ít ỏi như vậy. Thì với cái phí thường niên này thì nó cũng là một cái nguồn động lực để giúp cho mình có thể duy trì được cái group này được lâu dài. Mình thì cũng hơi bảo thủ một chút, đó là mình không muốn làm theo số đông. Mình muốn là làm theo những cái gì mà mình nghĩ là đúng và làm một cách lâu dài, làm một cách trọn vẹn. Nên là trong cái group này của mình muốn là sẽ chỉ thiên về một kỹ năng thôi, đó là luyện nghe nói và giao tiếp phản xạ, và sẽ theo cái kim chỉ nam đấy trong suốt một cái khoảng thời gian dài để mà có thể nhìn thấy được cái sự hiệu quả của nó. Và mình cũng cần phải có một chút động lực để mà có thể tiếp tục và duy trì nó trong suốt nhiều năm. Nên là mình sẽ thu phí thường niên khi mà các bạn vào group. Và với cái rule thứ hai, đó là các bạn khi mà vào group thì bắt buộc phải trả bài trên nhóm. Thì cái việc trả bài này, lần này mình đã nghĩ ra một cái cách, đó là các bạn không nhất thiết là phải làm gì đó quá to tát, bởi vì để mà có thể theo được lâu dài ấy, thì chúng ta chỉ cần làm một chút mỗi ngày và tiến bộ một chút mỗi ngày thôi, và chỉ cần lặp đi lặp lại nó hàng ngày thôi. Nên là mình sẽ có cái cách để các bạn có thể trả bài một cách đơn giản nhất, chỉ cần thông qua cái việc mà record lại cái hạt dương của mình, record lại những cái phần luyện tập và phản xạ của mình. Và mình sẽ làm cái này hàng tuần Và nếu như mà ai mà không trả bài thì thôi, xin phép các bạn là chúng ta out khỏi nhóm. Tiếp đến là cái rule thứ 3, đó là mình chỉ là người đồng hành cùng các bạn thôi. Tất nhiên là mình cũng sẽ cố gắng là hướng dẫn và dựa theo những cái kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân mình. Tuy nhiên các bạn cũng sẽ theo một cái tinh thần đó là chia sẻ và giúp đỡ, cùng nhau tiến bộ. Nếu như mà chúng ta vào group, chúng ta có những cái kinh nghiệm trải nghiệm riêng của bản thân thì các bạn sẽ chia sẻ và đồng hành cùng với mình để giúp cả nhóm cùng nhau tiến bộ. Rồi cái rule cuối cùng đó là bình đẳng, hồn nhiên, thẳng thắn và tích cực. Cái này đó là những cái kim chỉ nam mà mình học được từ Cấy Nền Radio khi mà mình tham gia cùng với lại đội ngũ Cấy Nền. Đó là chúng ta luôn luôn thoải mái, luôn luôn tích cực, luôn luôn thẳng thắn với nhau để mà có thể chia sẻ và đồng hành cùng nhau trong suốt một cái khoảng thời gian dài. Thì với cái quy định như vậy, nếu như mà bạn nào muốn cùng tham gia với mình trong cái hành trình này, hành trình gọi là luyện tập hội thoại, giao tiếp và phản xạ tiếng Nhật, thì hãy inbox mình ở trên fanpage Học Tiếng Nhật Cùng Mao để mà có thể cùng nhau tạo nhóm và thực hành ngay trong đầu năm 2023 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào nè.